Mến chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về liên kết các đoạn trong một văn bản. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Mỹ từ Pháp. Trong văn chương, người ta thường dùng những tiếng, những câu bóng bẩy văn hoa để làm cho lời văn thêm đẹp. Đó là cách dùng Mỹ từ Pháp. Các nhà ngôn ngữ học gọi là biện pháp tu từ. Giới văn nhân thi sĩ gọi là cách dùng từ hoa. Từ hoa là từ đẹp, từ hay. Nếu biết dùng từ hoa đúng chỗ, thì nghệ thuật hành văn của ta sẽ ngày càng khởi sắc. Mỹ từ Pháp hiện đại chia làm hai dạng: dạng liên tưởng và dạng quan hệ tổ hợp. Hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về Mỹ từ Pháp dạng liên tưởng mà thôi. Mỹ từ Pháp dạng liên tưởng có đặc điểm chung là dựa vào từ ngữ có hiện tượng chuyển nghĩa tạm thời. Liên tưởng ở đây là liên tưởng những nét tương đồng với nhau. Chúng ta có Mỹ từ Pháp so sánh, ẩn dụ, phúng dụ, hoán dụ, tượng trưng, thậm xưng, nhân hóa và vật hóa. Trong bài này, chúng ta chỉ tìm hiểu bốn Mỹ từ Pháp: so sánh, ẩn dụ, phúng dụ và hoán dụ mà thôi. Thứ nhất, so sánh. Hình ảnh so sánh trong Mỹ từ Pháp không đòi chính xác về bản chất khoa học, mà là sự đối chiếu đặc điểm của hình tượng sự vật này với hình tượng của sự vật khác. Mỹ từ Pháp so sánh thường sử dụng các từ như là thua, kém, hơn, vân vân. Thí dụ, đôi ta làm bạn thong dong như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Đối với Teresa bé nhỏ thì tình yêu là sức sống của mọi công việc. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Khi so sánh, ta thường dùng các từ như là thua, kém, hơn, vân vân. Đôi khi không cần dùng các từ trên cũng diễn tả sự so sánh. Thí dụ, qua cầu ngả nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp, em sầu bấy nhiêu. Gái thương chồng đang đông buổi chợ, trai thương vợ đắng quái chiều hôm. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Giá trị của Mỹ từ Pháp so sánh: nhờ các hình ảnh được đem ra so sánh mà các ý tưởng trừu tượng được cụ thể hóa. So sánh bộc lộ tình cảm của người nói, người viết. Mỹ từ Pháp thứ hai là ẩn dụ. Ẩn dụ là lấy tên gọi của sự vật này để biểu thị một đối tượng khác. Nó ngầm hiểu có một nét tương đồng nào đó giữa hai đối tượng. Thứ nhất là ẩn dụ vật thể, nghĩa là xác định trên nét tương đồng giữa các vật thể với nhau. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Thứ hai là ẩn dụ tính chất, nghĩa là xác định trên nét tương đồng giữa các vật thể. Tay bưng đĩa muối chấm gừng,
gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Thứ ba, ẩn dụ hoạt động, nghĩa là xác định trên sự tương đồng về hoạt động. Lòng em đã quyết thi hành, đã cấy thì gặt với anh một mùa. Thứ tư, ẩn dụ bổ sung, nghĩa là xác định trên nét tương đồng về cảm giác. Ngoài thềm rơi cái lá đan, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Giá trị của mỹ từ pháp ẩn dụ. Quy luật của ẩn dụ là lấy xa nói gần, lấy vòng nói thẳng, lấy kín nói hở, lấy ít nói nhiều. Các ẩn dụ đẹp thường làm bùng nổ nhiều liên tưởng ngữ nghĩa kỳ thú cho người đọc, người nghe. Sức mạnh của ẩn dụ là biểu cảm. Thí dụ, bướm vàng đậu trái mù u, lấy chồng càng sớm lời ru thêm buồn. Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái. Trái nồng hương, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Dùng hình ảnh hoa và trái để chỉ tuổi hoa của một đời người. Đừng để ân hận và nuối tiếc về tuổi mộng mơ ấy. Mỹ từ pháp thứ ba là phúng dụ. Phúng dụ nhằm nêu ra một vấn đề đạo đức có tính khuyên răn. Phúng dụ gồm hai nghĩa, một nghĩa trực tiếp xuất hiện trong những hình ảnh miêu tả và một nghĩa gián tiếp rút ra từ hình ảnh được miêu tả. Đó là một triết lý hay một bài học luân lý nào đó. Thí dụ, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nghĩa bề mặt chỉ vẻ đẹp của bông sen, còn nghĩa bề sâu chỉ triết lý nhân sinh, gần môi trường xấu mà không bị ảnh hưởng. Một ví dụ khác, con cò chết rũ trên cây, cò con mở sách xem ngày làm ma, cà cuống uống rượu la đà, chim ri ríu rít chạy ra chia phần. Nghĩa bề mặt thì kể về chuyện con cò chết rũ trên cây, còn nghĩa bề sâu là châm biếm hủ tục ma chay ở trong dân gian. Giá trị của phúng dụ. Chức năng của phúng dụ là khắc sâu nhận thức các triết lý nhân sinh sâu sắc thấp thoáng sau các hình ảnh, các ẩn dụ, tạo nên phúng dụ. Nhờ vậy, chúng thuyết phục người đọc, người nghe. Phúng dụ là biện pháp hữu hiệu của thể loại ngụ ngôn. Thứ tư là mỹ từ pháp hoán dụ. Hoán dụ là biện pháp chuyển đổi tên gọi của đối tượng này sang đối tượng khác nhằm nhấn mạnh đặc điểm của đối tượng định biểu hiện. Thứ nhất là hoán dụ được xác định từ quan hệ giữa bộ phận và toàn thể. Thí dụ, đầu xanh có tội tình gì, má hồng đến quá nửa thì chưa thôi. Thứ hai, hoán dụ được xác định từ quan hệ giữa đặc điểm của đối tượng và đối tượng. Đói nghèo gặp với đói nghèo, đâu đâu cũng có tiếng rên não nùng. Thứ ba, hoán dụ xác định vật chứa và vật bị chứa. Sài Gòn thức đêm đêm theo Hà Nội, nghe thủ đô đập giữa trái tim mình. Thứ tư, hoán dụ xác định quan hệ giữa số xác định và số phiếm định. Một lời nói dối sám hối 7 ngày. Thứ năm, hoán dụ được xác định quan hệ giữa tác giả và tác phẩm.
Suốt 10 năm tôi biếng đọc Nguyễn Du. Số 6. Hoán dụ được xác định trên quan hệ dấu hiệu hành động và hành động. Mồ hôi mà đổ xuống đồng, lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nước. Ở câu này, hành động được chuyển đổi thành dấu hiệu của hành động. Làm việc vất vả cực nhọc là hành động, được chuyển đổi thành mồ hôi là dấu hiệu của hành động. Nhờ chuyển đổi như vậy, chúng ta thấy câu thơ giàu cảm xúc và khắc sâu nhận thức. Hoán dụ được xác định trên quan hệ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng. Thí dụ, hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Hương đồng gió nội là cái cụ thể để chuyển đổi cho cái trừu tượng là nét ngây thơ trong trắng của cô gái miền quê. Cô gái miền quê ngây thơ trong trắng thuần khiết lên tỉnh học đòi bắt chước trào lưu hưởng thụ. Khi trở về làng quê, sự đơn sơ chất phác của cô gái miệt vườn đã bay đi ít nhiều, có khi còn bay đi hết rồi. Giá trị của mỹ từ pháp hoán dụ. Hoán dụ khắc sâu nhận thức, gợi ra những nhận thức sâu sắc về sự vật cho người đọc, người nghe. Chúng ta lưu ý, ẩn dụ và hoán dụ cùng chung một cấu trúc, nói A mà chỉ B. Nhưng có sự khác nhau là, ở trong ẩn dụ, A và B có quan hệ tương đồng với nhau. Còn hoán dụ, A và B có quan hệ gần gũi hay đi liền với nhau. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về mỹ từ pháp theo dạng liên tưởng, so sánh, ẩn dụ, phúng dụ và hoán dụ. Sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. Trong phần thực hành hôm nay, tôi sẽ đưa ra các câu được viết dưới dạng mỹ từ pháp. Phần các bạn hãy xác định xem đó là mỹ từ pháp gì. Câu số 1. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Câu này sử dụng mỹ từ pháp so sánh. Như nai rừng mong nước thế nào, hồn con cũng trông mong Chúa thế ấy. Câu số 2. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Đây là mỹ từ pháp ẩn dụ. Thuyền tượng trưng cho tình yêu của chàng trai, biển tượng trưng cho tình yêu của cô gái. Câu số 3. Con sâu thành bướm thì sinh, con thành con chúa thì tình nở hoa. Hai câu này sử dụng mỹ từ pháp so sánh. Câu thứ 4. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Câu này sử dụng mỹ từ pháp hoán dụ. Bàn tay là một bộ phận để chỉ cái toàn thể là con người. Câu số 5. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Các câu thơ trong Thánh Vịnh này áp dụng mỹ từ pháp so sánh. Tình Chúa thương yêu con người cao như trời với đất, tội con người Chúa cũng ném thật xa, xa như đông với tây. Câu số 6. Bây giờ mật mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mật hỏi thì đào xin thưa,
vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Các câu thơ này sử dụng mỹ từ pháp ẩn dụ. Mận chỉ người con trai, đào chỉ người con gái. Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Chỉ người con gái đang chờ đợi nhưng chưa có tình nhân. Đó là ca dao ngày xưa. Còn ca dao thời đại mới thì sao? Bây giờ Mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng đã có tựa lưa người vào. Câu số 7. Nhớ ai bồi hồi bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Câu ca dao này sử dụng mỹ từ pháp so sánh. Bồi hồi là từ lấy chỉ mức độ cao. Nhớ là trạng thái mơ hồ, trừu tượng, được bộc lộ bằng hình ảnh cụ thể là đứng đống lửa, ngồi đống than. Hình ảnh so sánh này có tính chất phóng đại nên đã tạo cảm xúc rất cao. Câu số 8. Chồng ta áo rách ta thương, chồng người áo gấm sông hương mặt người. Câu ca dao này sử dụng mỹ từ pháp hoán dụ. Lấy áo rách để thay cho người nghèo khổ, lấy áo gấm để thay cho người giàu sang quyền quý. Câu số 9. Hồn con như một đóa hồng, xin dâng cho mẹ tỏ lòng kính yêu. Mẹ ơi thương mẹ rất nhiều, nhớ mẹ trong mỗi kinh chiều chuỗi mai. Dù đường đời lắm đổi thay, nhưng con vẫn giữ mẹ hoài trong tim. Bài thơ này sử dụng mỹ từ pháp so sánh. Và câu cuối cùng. Thuyền về có nhớ bến trăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Câu này sử dụng mỹ từ pháp ẩn dụ. Thuyền chỉ người con trai, bến chỉ người con gái. Bến được lấy làm ẩn dụ để biểu thị người có tấm lòng thủy chung. Bởi lẽ những hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình thường gắn với người có tấm lòng thủy chung. Có bài thơ rằng, cây đa, bến nước, sân đình thành nơi hò hẹn chúng mình yêu nhau. Về nhà chẳng nói mẹ đâu, xốn sang với việc lần đầu. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về mỹ từ pháp dạng liên tưởng phần 2. Mến chào tạm biệt các bạn.